Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn bất cứ thời điểm nào, hơn lúc nào hết ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nghiêm túc, tự giác các quy định biện pháp phòng chống dịch đề ra. Đó chính là thứ vaccine hữu hiệu nhất, hiệu quả nhất để ngăn chặn được dịch bệnh, tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch suốt gần 2 năm qua. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày này cùng với việc đẩy mạnh lao động sản xuất, người dân tổ dân phố số 3 thị trấn Yên Bình đều tuân thủ nghiêm ngặt và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ nhận thức đúng đắn về sự nguy hiểm của dịch bệnh, mới đây nhân dân trong tổ đã kịp thời phát hiện và báo với các cơ quan chức năng về một trường hợp trú tại tổ có dấu hiệu khai báo y tế không trung thực. Sau khi xác minh, làm rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã ra quyết định xử phạt công dân này mức 2 triệu đồng và áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày. Cái đại dịch này thì rất là lo lắng, tất cả bà con nhân dân đều lo lắng và những xử lý là đều tán thành trong những việc mà xử lý những việc không trung thực khai báo y tế không trung thực không chỉ khiến cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân vô cùng lo lắng mà còn gây ra những thiệt hại về kinh tế, thời gian công sức của biết bao người liên quan nếu chẳng may nhiễm Covid-19. Bà con nhân dân rất là ủng hộ và nhiệt tình, tức là có những cái trường hợp phát giác trực tiếp để khai báo và để coi như là y tế để nó cụ thể để tại địa phương tức là không mang các cái mầm dịch để về, đấy là ý thức của người dân rất là nâng cao và trách nhiệm. Từ sự chung tay đồng lòng của nhân dân thị trấn Yên Bình, riêng trong tháng 8 vừa qua đã có 5 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch với cảnh vi như không khai báo trung thực, chở người về từ vùng dịch vào địa bàn đã bị người dân phối hợp với chính quyền phát giác xử lý nghiêm minh với số tiền 9 triệu đồng, chưa kể rất nhiều các trường hợp khác bị xử phạt các lỗi không đeo khẩu trang. Ý thức của người dân là rất quan trọng vì người dân ở đây là trực tiếp bám sát địa bàn và trực tiếp nắm bắt được những cái di biến động của các cái người đi và đến từ các cái địa phương khác hoặc là các cái hoạt động tại cơ sở nên là có những cái thông tin ngay từ cơ sở phản ánh kịp thời lên ban chỉ đạo chính quyền để điều chỉnh và xử lý tại huyện Bình, công tác phòng chống dịch từ đợt bùng phát thứ tư đã được cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây rất quan tâm, chú trọng, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân để họ tự nhận biết về sự nguy hiểm của dịch bệnh, về những biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhân dân cũng đã rất chủ động trong việc phát huy cái vai trò của tổ tự quản và chủ động là phát hiện những trường hợp mà ở nơi khác đến mà chưa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh để thông báo cho các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh để xử lý kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 ngoài sự nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền nếu như người dân không tự ý thức trong phòng chống dịch có tâm lý chủ quan lơ là thì việc phòng chống dịch chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả Đến thời điểm hiện tại, Yên Bái là một trong số ít các tỉnh thành đã cơ bản khống chế được sự lây lan xâm nhập của dịch vào địa bàn. Kết quả đó thể hiện sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành. Nhưng trong đó yếu tố rất quan trọng là ý thức tự giác của người dân. Khi có bất cứ một người nào ở phía ngoài tỉnh đến là báo ngay địa phương và đề nghị là cho đi cách ly ngay rồi. Tôi cho việc đó là rất tốt, cảm ơn Đảng chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo sát sao trong suốt hai năm qua bên cạnh sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch thì vẫn còn những sự việc đáng tiếc những hành động đáng phải lên án như một bộ phận người dân không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch không trung thực khai báo y tế trốn tránh áp dụng các biện pháp cách ly vẫn đưa người từ vùng dịch vào địa bàn những vi phạm này không những làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng mà còn gây thêm nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh Hiện nay, cả hệ thống chính trị, các ngành địa phương và các lực lượng chức năng vẫn đang căng mình chống dịch. Việc có vaccine phòng COVID-19 chắc chắn sẽ là biện pháp rất quan trọng, bền vững và lâu dài để mở ra nhiều hy vọng trong việc kiểm soát đại dịch. Song vaccine phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất lúc này mà nhân dân ai cũng có thể tự trang bị để đề kháng cho chính mình là vaccine ý thức. Nguyên chính quyền thì tôi thấy là chưa đủ mà ở đây phải có ý thức của cộng đồng là một cái việc vấn đề vai trò quyết định nhất trong cái việc mà chúng ta đẩy lùi được dịch bệnh, bảo vệ được cái thành quả yên bái trong thời gian qua. Sự vào cuộc đồng bộ kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thời gian qua đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cuộc chiến chống COVID-19 sẽ không giành được thắng lợi nếu chỉ có sự vào cuộc nỗ lực, của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng mà thiếu đi sự đồng thuận, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Nếu mỗi người dân đều có ý thức đoàn kết, đồng lòng, hợp sức thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, chung tay với cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.